Hello anh em, lại là mình đây. Nay lại hướng dẫn cho anh em phương pháp bắt cờ anh em nhá. Đây anh em nhìn vào đây trước cho mình này. Thì PC của mình nó đang bị gọi là lỗi phần mềm nên là mình không quay cho anh em PC được. Đấy, nay thì ghi ra giấy cho anh em nhìn thì xin lỗi anh em là chữ tôi hơi xấu anh em ạ. Đấy, chữ hơi xấu anh em đọc được thì anh em hãy hỗ trợ tôi cái nhá. Chứ chữ tôi hơi xấu thì mong anh em thông cảm. Rồi, thì đây phương pháp của tôi là tổng 3 hột cộng với xí ngầu 2 anh em nhé. Đấy, tổng 3 hột cộng với xí ngầu 2. Rồi kết quả như nào thì nếu mà nó ra thì cầu thuận. Như kiểu nó ra những con số cuối là 02468 này. Là nó ra tài anh em. Đấy, anh em trước khi anh em vào tay anh em cứ tính cho tôi trước tầm 5-6 tay. Đây, ví dụ như tôi này. Đây, trước khi em vào game nhá, anh em hãy tính trước cho tôi 5-6 tay này, 2 này, 4 này, 5 này. Đấy, xong rồi em tính thì nếu mà số cuối của nó mà ra 02468, anh em đánh vào tài nhá, thì nó là ra cầu thuận. Đấy, còn nếu mà nó ra cầu nghịch, nó ra mà kiểu lẻ như này này, số đít của nó mà nó lẻ 13579 thì anh em vào xỉu nhá anh em nhá. Thì nó đấy là theo chiều hướng cầu thuận. Theo chiều hướng cầu thuận, còn theo chiều hướng cầu nghịch thì nó sẽ đi là 02468 là sẽ là xỉu anh em nhá. 13579 thì sẽ là tài đấy, nó ngược lại như thế. Còn cầu đảo thì anh em gặp như kiểu nãy trước tôi cũng nói rồi là cầu đảo sẽ anh em sẽ gặp gọi là cầu lật 11 22 hoặc là 21 gì đấy anh em ạ. Rồi thì cái câu mà sau cầu bẹt sẽ là cầu lật và sau cầu lật sẽ là cầu bẹt thì cũng nhiều anh em biết đến rồi đúng không? Đấy thì anh em là chưa biết anh em có thể nhìn vào đây anh em nhá. Đây. Thì chứ tôi xấu anh em nào mà kiểu chưa xem video của tôi á, anh em có thể là xem ở đây đấy, hoặc là xem những video cũ của tôi, anh em sẽ áp dụng, anh em nhìn luôn cả cái video này đấy, anh em sẽ hiểu thôi. Rồi thì không nói nhiều nữa nhỉ, vào luôn cho anh em, vào luôn bắt luôn cầu cho anh em này, tính trước 5 tay anh em nhá, anh em tính càng nhiều cầu thì hiện càng rõ. 2 4 6, tôi tính 6 tay đi anh em. 11, 14 là 15, 15 số 9 là một con thuận anh em. 15 số 9 một con thuận nhá. 9 với từ anh em ạ. Đây. 9 với 4 là 13, 13 xuống tài là một con nghịch. Đấy, 13 xuống tài một con nghịch. 11 với 5 là 16, 16 lên tài là một con thuận anh em nhá. 12 vì 6 là 18, 18 xuống xỉu là con nghịch này. 7 với 1 là 8, 8 lên tài con thuận anh em nhá. 12 với cả 6 là 18, 18 xuống xỉu lại một con nghịch. Như nó đi theo cầu 11 hay nào anh em ạ? 9 này, 9 với 4 là 13, đúng rồi, nó đi theo cầu 11 anh em ạ. Đấy, tay này tôi bắt tiếp một con nghịch anh em nhá. Đây nó đi theo cầu 11 này. Thuận nghịch này, thuận này. Tay này tôi bắt con nghịch. 7 với 3 là 10, vào một con nghịch thì sẽ là xỉu anh em nhé. Đây này, vào xỉu này. Nhẹ tiền thôi anh em. Anh em cứ đi đều tiền cho tôi nhé. Đấy. Kìa, theo phương pháp của tôi thì tôi đánh nó đi tầm khoảng đều tiền. Còn tay nào tôi chắc cú lắm ấy, tôi đánh tầm 4M trở cuống. Hoặc là tay nào tôi kiểu lãi tôi có nhiều ấy. Đấy, tiền mà tôi đánh là tiền toàn tiền lãi anh em ạ. Đấy thì là tôi có thể vào tiền từ 5M trở xuống. Chứ còn trên 5M thì lúc đấy là một câu chuyện khác anh em ạ. Ok chưa? Đấy nha anh em nha. Vào luôn tay cho anh em này. Rồi 5-1 ra 3 này. Ok chưa anh em? Ok luôn. Đây này ra một con người kia em nha. Đấy, ra một con nghịch. Rồi, lại tính tiếp cho anh em luôn này. 9 này, 9 với 1 là 10, 9 với 1 là 10. 10 thì tay này phải đánh vào thuận thì nó sẽ ra tài anh em nhé. Ra tài. Vẫn là đều tiền thôi nha. Tôi vẫn theo phương pháp đều tiền anh em nhé. Vẫn đi đều tiền. Còn những anh em nào mà chưa biết đến cái gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái cầu
cầu lập, cầu bạc này. Anh em có thể xem lại những video cũ hoặc là anh em có thể xem cái video này của tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em. Đấy thì đây là cũng như tôi bảo anh em là anh em nào có điện thoại anh em có thể ghi ra giấy. Rồi 5532 là ăn rồi anh em nhé. Đấy, trên điện thoại anh em có thể ghi ra giấy hoặc trên PC anh em sẽ có một cái gọi là cái bảng mà tôi cũng hay thường cho anh em xem đấy. Rồi anh ghi cái kiểu thuận nghịch này. Ra thuận thì nó sẽ đít, nếu mà thuận mà nó ra tài ấy, thì đít sẽ là 02468 anh em nhé. Rồi còn ra tài mà nhưng mà đít nó lại 12345 thì lúc đấy thì ở đâu 13579 anh em thì nó lại là cầu nghịch em nhé. Đấy anh em nhớ thế cho mình. Rồi tới này tiếp tục một con thuận này. Tức là mình đánh bao giờ nó chết thì thôi anh em nhá, bao giờ nó gãy thì thôi. 12 là 14 thì tay này vào nghịch đúng không, vào xỉu anh em nhá. Đấy, đánh bao giờ nó chết thì thôi. Tay này vẫn đi đào tiền anh em nhá. À, thôi tay này tôi vẫn chưa tin lắm nên là đánh vào 8 anh em. Rồi anh em biết tại sao không? Bởi vì thứ này này nó đang đi quả cầu là ba con ban xỉu, tôi chỉ sợ ra tiếp một con tài anh em, nhưng mà ra thế nào đẹp đúng không, 44 ra 2 ok chưa. Đấy, đấy tôi vào 2M là cũng gọi là bú ngon rồi. Tiếp tục một con gạch em nhá. Đấy, đánh bắt quả cầu 11 này bao giờ nó gãy thì thôi anh em ạ, bắt quả cầu 11 bao giờ nó gãy thì thôi. 8 với 2 là 10. 10 tay này vào thuận mình sẽ đánh tài anh em nhé. Rồi đánh tài vẫn là đều tiền anh em, vẫn là đi đều tiền thôi. Xin lỗi anh em, mẹ báo thức để làm video cho anh em ấy, nhưng mà tôi lại ủa anh em đợi tôi tí tôi tắt cái. Rồi ok thì đánh tay này vào thuận thì vào tài này, và cái phương pháp của tôi nó đang đi đều tiền anh em nhé. Đấy, đi đều tiền thôi thì là cái tỷ lệ mà Vinasoy thì nó cũng khá là thấp anh em hiểu không. Đấy thì là đi đều tiền anh em ạ, khuyên thật anh em ok chưa. 5-4 đố 15-1 luôn này ok chưa. Bú tiếp một tay nữa là bao nhiêu tay ăn thông rồi anh em nhỉ. Đây 4 tay ăn thông rồi anh em nhé, 4 tay ăn thông rồi. Và Tay sáng nay tôi có đánh một tay anh em ạ, sáng nay tôi có đánh một tay. Đấy, thì cũng gọi là bú anh em ạ. Đấy 4 tay ăn thông rồi. Ok chưa anh em, ổn áp chưa. Tay cuối em nhá, chốt cho anh em tay cuối nhá. Tay vào tài này, à vào thuận này. Tay vào con người em nhá, xem tay cuối nó có bẹt không. 12 4 là 16 thì tay này đánh nghịch đúng không, vào xỉu đấy anh em. Tay này vào tiếp 31 ok chưa anh em. Đấy anh em biết cái phương pháp của tôi mà đánh lại 4 tay ăn liên thông rồi là anh hiểu như thế nào rồi. Đấy gọi là tôi đỏ lắm nhá. Còn trường hợp thì mọi hôm của tôi là nó thường thường là nó sẽ gãy một tay. Đấy, đấy là trường hợp là tôi phương pháp của tôi như bình thường. Còn đây hôm nay chắc là do nhân phẩm của tôi đỏ. Đấy lại bú tiếp lại bú tiếp một tay nữa là 5 tay rồi anh em, 5 tay thông rồi anh em nhá. Rồi đỏ chưa anh em, nhân phẩm tuyệt vời. Thôi thì tay cuối cùng anh em, tôi cũng nói rồi là tôi sẽ chốt lại ở đây anh em nhá. 19 hay 18M ấy, lên tận 26M là tổng cộng là bao nhiêu M ta. 19 lên 16 là 7M anh em nhá, chốt lại cho anh em 7M. Rồi xin phép anh em, tôi sẽ dừng video ở đây. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé.